video thì mình có để dưới màn hình. Rồi về cái bản ngọc thì anh em sẽ xem ở phần bình luận hoặc là xem ở đây pha này, thì mình sẽ căng hai thằng này luôn nha anh em. Dứt luôn, khô máu luôn, xuống sát luôn. Mày hả mày, đứng mà chạy. Chơi thì chơi, không chơi thì chơi thì chạy hả mày. Chạy đi đâu hả bạn. Rồi anh em thấy không, quá là hay luôn. Nhớ đăng ký và bấm chuông nha. Hello anh em, xin chào anh em đến với kênh HD Game 76. Thì theo cầu của anh em làm về vị tướng Triệu Văn, thì hôm nay mình chơi Triệu Văn, mình chia sẻ cách chơi lên đồ phù hiệu ngọc chúng. Mình nhắc cho Triệu Văn nha anh em xem nha. Đây, bô một bô cho mày chết luôn này. Đấy, một phát này thì mình đã ra, mình núp bụi, mình ganh chết vị tướng mát của team bạn ngay nha anh em. Chỉ cần một ulti là nó sẽ bỏ mạng thôi. Bởi vì một vị tướng Triệu Văn là một vị tướng quấn cực kỳ mạnh, đi rừng cực kỳ mạnh, cực kỳ là ở cái rank thấp là anh em quấn cái rank mà kiểu như mà ở cái tầm mà tinh anh đó rồi anh em, là quấn cực phê luôn, lên cao thủ rất là dễ luôn. Anh em cầm tướng Triệu Văn này mà anh em chơi tốt là anh em lên cao thủ rất là dễ luôn. Nó là một vị tướng quốc dân anh em ạ, vị tướng quốc dân nó đời đầu luôn, và nó sát thương cũng khá là ổn, đó là sát thương mà sát thương chuẩn không anh em. Khi mà anh em Triệu Văn mà đủ 20 cái nội tại thì anh em biết nó xanh cỡ nào rồi đó. Bây giờ mình chơi luôn đây nha anh em. Ô cho mày thêm một phát nữa nè, đó rồi mình đi về thôi anh em. Chắc đi về được đường chim bay rồi. Pha này thì cái trụ bán chết nha anh em. Mãi thì pha này thì cái trụ bán chết, bởi vì mình gây sát thương vô vị tướng mát của team bạn, nhưng mà mình thì không bị chịu sát thương của vị tướng mát nên là cái trụ nó bán mình chết. Tuy nhiên là vị tướng mát là không có tiền. Đấy, nó gõ gòn là như vậy. Rồi nói về cái bộ chiêu thức của Triệu Văn thì mình sẽ chia sẻ với anh em theo bốn cái mục. Đó, thứ nhất đó là cái nội tại của Triệu Văn, thứ hai là cái chiêu thức của Triệu Văn, thứ ba là cái build của Triệu Văn, và thứ tư là cái bản ngọc của Triệu Văn. Mình sẽ trình bày theo bố cục như vậy. Đầu tiên về cái nội tại của Triệu Văn, đó là sau khi hạ hoặc phụ thì Triệu Văn nó sẽ tích lũy một cái nội tại, và tối đa là 20 cái nội tại. Mỗi cái nội tại thì nó sẽ cộng thêm là 20 con vật lý. Đấy, thì anh em thấy không, khi mà full nội tại của Triệu Văn là 20 cái nội tại thì rất là nhiều con vật lý cho Triệu Văn. Rồi bây giờ về cái thứ hai, đó là cái chiêu thức của Triệu Văn. Cái chiêu đầu tiên của Triệu Văn đó là nó sẽ tăng tốc chạy cho Triệu Văn. Tăng tốc chạy cho Triệu Văn và nó miễn giải cái hiệu ứng khống chế cho Triệu Văn nha anh em. Chiêu 2 thì nó sẽ tăng 100% tốc đánh cho Triệu Văn. Đấy, đây rồi, đây rồi, một bố lại một mạng nữa anh em ạ. Úi dùi, dính cái trừng trị thì chạy đâu nữa bạn ơi. Đấy, chết ngay, chạy đi đâu nữa. Úi, led kìa, dính cái trừng trị là không có thể chạy được. Thì cái chiêu 2 của Triệu Văn thì nó sẽ tăng mát cái tốc đánh cho Triệu Văn nha anh em. Về cái chiêu cuối của Triệu Văn, đấy thì chiêu cuối của Triệu Văn thì nó sẽ hất tung tướng địch, và nó sau khi mà dùng chiêu cuối thì anh em sẽ gây sát thương chuẩn. Đấy, đó là cái chiêu cuối của Triệu Văn nha anh em. Khi mà vào giao tranh đó thì anh em cố gắng là để có chiêu cuối rồi anh em hãy vào giao tranh nha. Đây mình sẽ cố gắng mà đập luôn cái nhà để ui giời không được anh em ạ. Pha này thì cái trụ nó mang rock quá. Này đứng thêm một tí nữa là chết ngay với nó luôn đó anh em. Ui pha này thì mình bị cái trụ bán xong là vì tướng mát của team bạn bay lên nữa là xong luôn rồi. Pha này thì mình chết mà không chạy đâu được hết anh em ạ. Bị vì tướng mát ulti dính ngay cái ulti của vị tướng mát khi mình còn quá là ít máu nên là mình phải vì bạn đếm số thôi. Đấy. Vì bạn đếm số thôi anh em. Tí nữa là mình sẽ cố gắng mình ganh tiếp vị tướng mát nha anh em. Rồi về cái đó là cái chiêu thức của Triệu Văn, thì cái cách combo của Triệu Văn là như thế này. Về đầu tiên là cái cách nâng chiêu thì anh em nâng mát chiêu 2 cho mình, bởi vì cái chiêu 2 là cái chiêu tăng tốc đánh 100%. Khi mà anh em vào giao tranh thì anh em tăng 100% tốc đánh thì cực kỳ quấn cực kỳ nhanh luôn anh em ạ. Đặc biệt là sau khi mà anh em bố chiêu cuối là anh em có thể là tăng tốc đánh bằng chiêu 2 thì lúc đó là anh em quấn sát thương chuẩn nên là cái lượng đam của anh em gây ra rất là nhiều. Thì cái cách combo là như thế này anh em ạ. Thì khi mà ấp sát tướng địch thì anh em có thể là núp bụi hoặc là dùng chiêu 1 để tăng tốc chạy thật nhanh vào và dùng chiêu cuối hất tung tướng địch. Sau đó là anh em sẽ dùng chiêu 2 nha, dùng chiêu 2 để quấn thật là nhanh để mà anh em kết thúc tướng địch. Anh em lưu ý là khi mà vào giao chiến thì anh em phải có chiêu cuối anh em mới vào giao chiến nha, để cho anh em cái lượng sát thương chuẩn của anh em nó là mạnh nhất. Đấy, chạy đâu nữa anh ơi, chạy đi đâu nữa anh ơi, một mạng nữa nè. Đấy, ui xùi ui, anh gia ta là chim cánh cục rồi anh em ạ. Mình chặt đầu con chim cánh cục này mình nấu cháo ngay. Đấy. Rồi tiếp tục là cái trụ trên của cái trụ đường rồng của team bạn đã bị đổ xuống.
Rồi, thứ ba, bây giờ mình sẽ nói về cái build đồ. Thì cái build đồ thì của Triệu Văn á, thì anh em phải biết rằng là Triệu Văn là gây sát thương chuẩn và cực kỳ mạnh ở cái lượng đam chuẩn. Chính vì vậy là cần có hai cái món đồ mà chuẩn nhất cho vị trí Triệu Văn, gọi là món đồ trắng phái cho Triệu Văn. Đó là món đồ gì anh em biết không? Thì cái món đồ đầu tiên đó là cái phức hợp kiếm. Đấy, cái phức hợp kiếm là như thế nào? Phức hợp kiếm nó có cái nội tại đó là sau khi mà tung chiêu thì cái đòn đánh thường đầu tiên nó sẽ cộng thêm 100% công vật lý. Chính vì vậy nên là khi mà anh em đánh Triệu Văn á, thì anh em tung chiêu một phát á, thì anh em đánh thường là nó cộng thêm 100 công vật lý nữa, mà anh em dùng chiêu cuối là nó cộng thêm 100 công vật lý, mà sát thương chuẩn nữa thì thôi, không có bốt con thằng nào mà chịu được hết anh em ạ. Đây, mày chạy ra nữa pha này thì mình sẽ chơi khô máu với thằng này luôn nha anh em. Chạy ra, úi quá cầu băng xương kìa, cầu băng xương ao nhai anh em ạ, bị quá cầu băng xương của vị tướng diêu của team bạn ao nhai. Đấy, đừng có thi theo chết anh ơi. Ui, tuy rằng là đã giết được vị tướng diêu nhưng mà mất mạng của vị tướng esu rồi anh em ạ, bởi vì diêu nó pha đó nó hồi chiêu một rồi, quăng cái chiêu một là há hỏng ngay mà. Rồi, cái món đồ trắng phái thứ hai của Triệu Văn đó là gì anh em biết không? Đố anh em đấy. Thì món đồ trắng phái thứ hai của Triệu Văn thì anh em phải biết đó là cái nan ferric. Cái nan ferric này có tác dụng gì? Cái nan ferric này á, thì nó sẽ cộng thêm 200 công vật lý cho vị tướng Triệu Văn, và sau khi anh em đánh cho vị tướng team bạn nó xuống dưới 50% máu á, thì nó sẽ gây thêm 30% sát thương. 30% sát thương nữa thì cực kỳ mạnh luôn đó anh em. Đây là một cái món đồ là trấn phái của Triệu Văn mà anh em cần phải lên nha. Đó là cái hai cái món đồ đó là cần phải lên. Đấy, thì cái build đồ nó mực kệ nhưng mà phải lên hai cái món đồ đó thì Triệu Văn mới mạnh được. Rồi, bây giờ cái cách combo của Triệu Văn thì hồi nãy mình đã nói rồi, anh em có thể núp bụi dùng chiêu cuối để bổ team bạn và sau đó là dùng chiêu 1 và chiêu 2 để tăng tốc đánh và tốc chạy cho Triệu Văn. Thì cái cách combo của Triệu Văn thì nó dễ thôi. Còn mà lúc nào mà anh em đánh là lúc nào anh em ra vào thì đó là cái kinh nghiệm đánh của anh em. Mày lúc nào mà anh em cần phải tiêu diệt team bạn, lúc nào anh em cần phải chạy thì cái đó là cái kinh nghiệm đánh nha. Đấy, rồi anh em dùng chiêu cuối này thường thường là anh em sẽ bố vào những vị tướng mà một bổ vào những vị tướng mà máu giáo của team bạn nha anh em. Thì hiện tại mình đã giết được 5 mạng rồi, bây giờ mình đang đúp bụi cái đường này, chờ thằng nào đi ngon nữa không, hoặc là thằng team bạn nó giao chiến mà nó dí team mình lên là mình sẽ bọc ra phía sau mình múc ra anh em. Mình bố cái thằng nào mà nó gần chết là nó còn ít máu là mình sẽ bố ra mình sẽ chạy vào. Ui mày hả bưởi, thằng nào nữa một phát này lại tiếp tục là bạn này. Ui, gia ta nó chạy được kìa anh em. Pha này thì bây giờ vị tướng gia ta đã chạy được nhưng mà vị tướng Di Đu thì phải nằm xuống nhận với những cái phát chém của Triệu Văn. Đấy, anh em thấy Triệu Văn quýnh cực là khác luôn đó anh em. Anh Diêu gần hết máu. Úi dùi ui, Diêu ơi là Diêu ơi, anh trốn đi đâu hả? Ui, chạy bên này là mày nè, một bố là một mạng nha anh em. Đấy, một bố là một mạng cho bạn ấy đi đi cầm hồ sơ đi mà gặp anh Diêm Văn Vương ngay. Ui, thêm bạn đông quá, pha này thì thêm bạn xuống hơi đông. Rồi, về cái video thì mình có để dưới phần cái màn hình nha anh em. Video thì mình có để dưới màn hình. Rồi, về cái bản ngọc thì anh em sẽ xem ở phần bình luận hoặc là xem ở đây. Pha này thì mình sẽ căng hai thằng này luôn nha anh em, dứt luôn khô máu luôn, xuống sát luôn. Mày hả mày, mà chạy, chơi thì chơi, không chơi thì chơi thì chạy hả mày, chạy đi đâu hả bạn. Rồi, anh em thấy không, quá là hay luôn. Anh em nhớ bấm nút đăng ký để ủng hộ mình nha. Về cái chiêu của vị tướng Triệu Văn thì nó sẽ gây sát thương chuẩn cực kỳ mạnh, nên là anh em cứ mà dùng cái chiêu cuối vào là anh em cứ lao lên đánh thôi nha, chứ lúc đó là anh em mạnh nhất mà. Đấy. Rồi thì bây giờ tiếp tục là về cái bản ngọc thì mình có để dưới cái phần bình luận hoặc là anh em nghe để anh em lên theo nha. Bản ngọc của Triệu Văn như sau. Thì bản ngọc đây là bản ngọc 3 nha anh em, bản ngọc 3. Thứ nhất là về ngọc đỏ thì anh em sẽ gắn ngọc công vật lý và xuyên giáp. Ngọc tím thì anh em sẽ gắn ngọc đó là tốc đánh tốc chạy 10 viên nha. Rồi, ngọc lục thì anh em sẽ gắn ngọc có là công vật lý và xuyên giáp cho mình, bởi vì vị tướng Triệu Văn là một vị tướng gây sát thương vật lý nên là anh em phải gắn ngọc công vật lý và xuyên giáp cho mình. Rồi, đó là cái người bản ngọc chuẩn và mạnh nhất của Triệu Văn rồi. Tiếp theo thì bây giờ thì mình sẽ đi giết người thôi. Bây giờ tầm này là mình quá là xanh rồi mà. Nãy team mình nó lại trói được kìa anh em ạ. Nó trói được vị tướng mát của team mà. Úi cái gì vậy? Cái gì vậy? Tháo anh ơi, tháo mà. Em có làm gì đâu, quất luôn nha anh em. Nãy quất luôn, chết luôn cái vị tướng Gidu của team bạn.
Thì pha này thì Triệu Vân nó sẽ núp bụi chỗ này một tí nha nè, chờ cho team bạn nó ra là mình gây sát thương thôi. Đây, cái đường giữa này mình đẩy lính lên rồi, xong rồi thì mình sẽ phá cái trụ này. Phá cái trụ này mà không ai ra giữ hết nha. Tự nhiên cái nhà của tên bạn mình vô mình phá giống như không có ai ở nhà. Bùa đỏ cũng tên bạn cũng phải bị cướp rồi anh em ạ. Tuy nhiên thì Triệu Văn thì nó hơi, nếu mà gặp những vị tướng mà nó có khống chế cứng thì Triệu Văn rất là khó chơi nha anh em. Đây, một bổ là một mạng nè. Đấy, một bổ là một mạng, vì tướng diêu của team bạn cũng đã chết rồi anh em. Mình sẽ chờ chiêu cuối nha. 10 giây nữa là có chiêu cuối thì mình sẽ tiếp tục nè. Đây, không cần chờ chiêu cuối luôn, nhưng mà pha này thì mình sẽ dừng ra một xíu để cho vị tướng gia tao của team bạn bay xong đó. Bay xong rồi mình sẽ dùng chiêu một để mình chạy theo. Chạy ui nhá. Ui, pha này thì mình sẽ bố vào cái con bùa đỏ để mình tạo cái tốc chạy cho vị tướng Triệu Văn. Không phải là tạo tốc chạy mà tạo cái khoảng cách cho Triệu Văn gần đến với vị tướng của gia ta nha anh em. Đấy, chứ không phải là mình bố bại đâu. Bởi vì mình sẽ bố vào con quái đó để mình bấm chiêu 1 mình chạy qua cho nó nhanh. Chứ vị tướng gia ta thì thực tế nó cũng gần hết máu rồi, chứ cần quạt chiêu 2 là nó chết rồi anh em ạ. Rồi, tòa thằng đã được ăn. Thì team mình vẫn chưa ép được lên, vẫn chưa lấy được cái đường giữa và đường dưới của team bạn. À, anh ăn gì đó. Úi giời ơi, thì ra là anh ấy ăn cái bùa xanh anh em ạ. Làm sao mà ăn được. Ui, nấp đang bị vị tướng Gidu chưởng phát hơi bị đau nha anh em. Gidu nó khống chế là mình không chạy được đâu, nhưng mà thôi không sao hết, cứ để nó khống chế xong mình vô mình bố thôi anh em ạ. Mà cứ một bố là một mạng thôi, bởi vì vị tướng team mình cũng có một vị tướng tanh rất là tốt, đó là vị tướng Arum. Nhưng chỉ chờ mình, nếu mà quýnh theo cái lối KS thì mình chỉ chờ thằng Arum nó vô, cái là mình nó trói thằng nào là mình vô mình bố thằng đó. Ây, thì anh Gidu này anh hay chưởng quá nha. Cái thằng này nó cái tính lạ, nó hai chưởng. Thì tòa thằng xong nó lên rồi nha anh em. Mình sẽ bảo vệ cái con tòa thằng này để mình đập cái trụ. Đây thì bạn vào rồi, giết luôn, vứt luôn, khô máu luôn. Ui ui. Đây rồi, mình sẽ bật tốc chạy để mình chạy thật là nhanh nha anh em. Mình sẽ thoát cỏ ra tranh. Chứ đứng đó nữa là team bạn nó quýnh mình chết đó. Ây da. Chưa đủ tiền để lên cái liềm luôn anh em ạ. Mới có 200 vàng thôi, chưa đủ tiền để lên cái liềm. Cái liềm thì khoảng từ 700 đến 800 vàng nha anh em. Nên là pha đây này là mình không có bán cái đồ, không có bán cái giáp hồi sinh mà lên liền cái liềm. Nhiều anh em thao tác tay nhanh á, là anh em soạn sẵn cái liềm đi trong cái build đồ, sau đó là anh em chết xong là anh em bán cái giáp hồi sinh, anh em mua nhanh cái liềm. Tuy nhiên đó là anh em đánh thao tác tay nhanh, còn mình thì mình cũng thao tác tay cũng hơi chậm, nên là mình cũng không có chơi cái nhiều cái mẹo như vậy nha anh em. Thực ra chơi liên quân này nó có rất là nhiều mẹo anh em ạ. Ví dụ như là thao tác tay nhanh nè, bắn đồ nhanh nè, rồi chuyển đổi đồ nhanh. Ui cái gì vậy bạn, mát làm gì vậy, bút bắn à bạn. Chỉ cần một bố là một mạng nha anh em, không hiểu luôn á anh em ạ. Chỉ cần một bố là anh em thấy không, chỉ cần một bố là vị tướng mát của team bạn cũng bay hơi rất là nhanh. Chỉ cần trong vòng có chưa đầy một giây nữa là anh ấy nó cũng đã về tới đàn đếm số rồi. Đấy thì team mình đang ùa lên đường giữa này, đập luôn cái trụ này. Đấy, cái trụ này rất là dễ dàng anh em. Ui ui cái gì đây nữa. Quầy một pha ngu người đến từ vị trí của Gibru. Anh Gidu thì anh không làm gì hết, tự nhiên đứng cho thằng Arum nó trói, nhưng nó trói phát nào thì mình cứ bố thôi anh em. Bố thôi, công việc của mình là chỉ cần bố vang mạng. Một mình là mình đã giết được tới 16 mạng rồi anh em. Ăn được 16 mạng rồi, khá là nhiều rồi anh em. Đấy, thì anh em quýnh Triệu Văn mà giết được nhiều như mình không? Quá là nhiều luôn đúng không? Khi một vị tướng mà Triệu Văn xanh rồi, 20 nội tại rồi thì chỉ cần một bố là một mạng, anh em cứ kỹ nghĩ đi. Kể cả thằng tanh nha. Khi mà quýnh Triệu Văn là đừng sợ những thằng tanh, bởi vì mình quýnh sát thương chuẩn mà. Đây thì mình sẽ lên cái liềm. À, mình lên cái liềm nha anh em, từ nãy giờ quên lên cái liềm á. Còn cái giáp hồi sinh nó gần hồi lại rồi. Khi nào mà cái giáp hồi sinh hồi thì mình sẽ bắn cái liềm mình lên cái giáp hồi sinh. Mình soạn lại cái liềm.
Này, mà để cái đường dưới này, tim mình nó từ từ nó lên thôi mà. Đa đa đa, anh giơ ta. Anh bay đi đâu đi đâu. Một bố một mạng nha. Rồi tiếp tục là tới mày thấy cái vị trí của vị tướng mát của tiền bạn thì ra là nó bay tiếp anh em ạ. Nó bay vào cái chỗ chết mà nó cứ nó bay hoài à. Ê, ê, cái thằng nào à, anh Diêu. Rồi anh Diêu cũng đã nằm xuống rồi anh em ạ. Rồi đập luôn cái trụ này, đập luôn cái trụ này là mình win rồi. À, anh Slim này, này thì Slim này thì là Slim rồi, kết thúc luôn ván game rồi anh em ạ. Thì ván này mình giết cỡ 17, 18 mạng thôi nha. Ít thôi nha anh em. Đấy. Rồi, chúc anh em xem clip vui vẻ. Nếu thấy hay, hãy bấm đăng ký kênh. Đồng hồ mình muốn chơi vì tiếng nào, anh em cứ comment với phần bình luận để mình làm cho anh em xem nha.